Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách ủ phân bò nhanh hoai mục. Thì đối với phân chuồng các bạn, mình nên ủ cho hoai trước khi mình bón cho cây trồng ha. Khi mình ủ phân nó đã hoai mục rồi thì cây nó hấp thụ chất dinh dưỡng có trong phân được dễ dàng. Còn nếu mà mình chưa có ủ phân chuồng nó hoai mục các bạn, khi mình bón cho cây á thì cây nó khó hấp thu ha, cây nó còi cọc rồi có thể dẫn đến chết. Thì khi mình ủ cái phân bò này nè các bạn, mình chọn nơi có cái nền mà mình để cái đống phân mình ủ các bạn cao ráo ha, tránh mà chỗ chủng khi mà gặp mưa thì nước nó chảy lại cái đống phân ủ của mình, làm ảnh hưởng đến cái đống phân ủ của mình. Rồi mình dùng cái tấm ni lông màu trắng này nè các bạn, rồi mình lót ở dưới ha, rồi mình cho cái phân lên. Thì cái tấm ni lông màu trắng này các bạn, mình mua ở cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc là mình đi ra ngoài chợ chỗ người ta bán chuyên về bán cái bao ni lông xốp được các bạn, bao xốp á, thì mình hỏi mình mua ha. Thì cái tấm này khi mình lót rồi mình đậy lỡ các bạn thì nó kín ha, nó giữ độ cái độ ẩm làm cho phân nó nhanh hoai mục. Hôm nay mình ủ với nấm Chico Derma nè các bạn. Thì cái nấm Chico Derma này có rất nhiều cái công ty sản xuất, mình mua cái loại nào cũng được. Cái gói nấm Chico Derma này là 1 kg các bạn, mình có thể ủ khoảng 50 kg phân chuồng nha các bạn. 500 kg phân chuồng. Rồi giờ mình cho vào nước. Mình sẽ lấy cái cây mình quậy để đập cho nó tan tan đều cái nấm này các bạn. Rồi còn cái phân này nữa các bạn, mình cho phân lên ha, rồi mình trải đều cái phân này ra một lớp có chiều dày khoảng 10 cm các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tưới cái nấm đó lên, mình làm lần lượt, khi nào mà mình ủ xong cái mình tưới lên cái đống phân ủ của mình tưới nước lên ha, cho cái có cái phân này nó có cái độ ẩm khoảng 50% các bạn, cũng không quá khô và cũng không quá ướt ha, quá ẩm ướt cũng không được, có độ ẩm khoảng 50% là được. Rồi mình tưới xong rồi, bây giờ mình cho lên tiếp tục các bạn, cho lên một lớp khoảng 10 cm như vậy, cho đến khi mình hoàn thành những cái bao phân này. Và cái đống ủ này các bạn, mình nên để chỗ mát nha các bạn, hoặc là mình để ở trong có mái che cũng được. Rồi mình trải về ha, rồi mình bắt đầu mình sẽ tưới lên các bạn, lần lượt cho hết đống phân ủ của mình. Bây giờ mình đảo trộn lại các bạn.
cái này phân nó hơi to nè các bạn, nếu mà các bạn làm ít á mình có thể đẻ ra cho nó nhỏ ha. Nếu mà mình thấy nó còn hơi khô các bạn, mình tưới thêm nước. Cái này nó cũng còn hơi khô, bây giờ mình tưới thêm ít nữa. Mình đảo trộn cho nó đều lên, đảo qua đảo lại. Mình đã đảo trộn xong rồi các bạn, bây giờ mình đậy kín lại. Mình đẩy cái tấm bạc này thêm lên các bạn cho nó cái ánh sáng. Cho thêm cái lưới vàng lên luôn cho nó mát. Cho cái ánh sáng lại. Ánh sáng ánh nắng. Các bạn trộn sao cho cái phần ủ của mình các bạn có độ ẩm khoảng 50%. Có độ ẩm khoảng 50% thì cái nấm chico để cái ba đờ ma nó phát triển mạnh. Nó phát triển mạnh thì nó làm cho cái phần mình nó nhanh hai mục. Thì khoảng 10 ngày sau các bạn mình dỡ cái tấm bạc ra, mình đảo trộn lại. Coi phân mình nó có khô không thì mình tưới thêm nước. Hôm nay đống phân bò của mình ủ được 10 ngày rồi các bạn. Thì đây là cái màu trắng của cái nấm nó đang phát triển mạnh nè các bạn. Thì theo mình thấy các bạn, cái đống ủ của mình á, mình chùm bằng cái tấm ni lông màu trắng này nè các bạn, thì nó giữ được cái độ ẩm ha, làm cho cái nấm chico đờ ma nó phát triển rất là mạnh. Để cái đống phần bò của mình á, nó nhanh hoai mục. Thì hôm nay mình sẽ đảo trộn các bạn. Khi mình ủ được 10 ngày thì mình đảo trộn lần 1, rồi 20 ngày đảo trộn lần 2, 30 ngày đảo trộn lần 3. Thì cứ 10 ngày mình đảo trộn một lần. Rồi mình coi cái đống phân mình nó có bị khô không thì mình tưới thêm một ít nước. Bây giờ mình sẽ đảo trộn lại lên các bạn. Đảo trộn xong rồi thì mình cũng đậy kín lại như lần đầu tiên. Thì theo như mình thấy thì cái đống ủ nó cũng hơi khô một chút các bạn. Mình tưới thêm một ít nước ha.
Bây giờ mình đảo trộn xong rồi các bạn, bây giờ mình đậy lại. Xong rồi mình cũng đẩy cái tấm bạc màu xanh này lên các bạn. Phân bò của mình hôm nay ủ được 45 ngày rồi các bạn. Thì phân hôm nay nó đã hoai mục rồi các bạn. Mình bóp nó tươi ra hết rồi các bạn. Phân hôm nay nó chuyển sang màu nâu đen nè. Thì khi mình ủ phân chuồng nó đã hoai mục á, thì mình dùng để trồng cây hoặc là mình bón cho cây, thì cây nó hấp thu được cái chất dinh dưỡng trong phân được dễ dàng ha. Và làm khi mình bón cái loại phân mà đã ủ hoai rồi thì cây nó không có bị nóng các bạn. Thì mình thấy dùng cái tấm ni lông màu trắng này các bạn, mình dùng để ủ phân chuồng thì mình thấy nó nhanh hoai mục ha. Rồi video chia sẻ cách ủ phân chuồng nhanh hoai mục của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.